Có ai thích xem phim về những chú chó không nhỉ? Nếu có thì hãy để Tofu bọn mình giới thiệu đến các bạn một bộ phim khá hay gần đây của Netflix nói về chú chó dũng cảm Benji. Trong một cái ngõ nhỏ, một đàn chó bị người của khu bảo tồn bắt đi, chỉ để sót lại một chú chó con. Chú ta đuổi theo phía sau, nhưng chiếc xe cứ ngày một xa hơn. Cứ vậy, chú chó con mất đi gia đình và trở thành chó hoang. Trong lúc lang thang, nó đã đi rất nhiều nơi và cũng lớn lên từng ngày. Nó thường nhảy lên những chiếc xe, đi đâu với nó chẳng còn quan trọng nữa. Không lâu sau, nó đến một thành phố. Trên con đường lớn đông đúc đó, nó nhận thấy mình có thể có được nhiều đồ ăn. Nhưng ngay sau đó, nó bị một con chó hoang khác đuổi đi. Có lẽ là do số mệnh được sắp đặt. Nó gặp Carter, một cậu bé đang lang thang trên đường. Nhìn thấy chú chó con đi lạc, Carter cảm thấy đáng thương cho nó. Cậu bé đến hàng hoa quả mua chút dâu tây, nhưng chú chó lại trốn vào sau tường không dám ra ngoài. Carter chỉ đành để dâu tây ở một góc. Không lâu sau, nó nhẹ nhàng đi ra gặm cho mình một quả. Nhìn thấy vậy, Carter cũng yên tâm rời đi. Cậu phải đi đón em gái Frankie đang học. Hai anh em sống trong một gia đình với mẹ đơn thân. Mẹ bọn trẻ vì bận công việc nên không có thời gian chăm sóc cho con. Vì thế, hai anh em chỉ còn cách sống dựa vào nhau. Trên đường về nhà, Carter cứ đi được một đoạn là sẽ đặt một quả dâu tây. Chú bé muốn chú chó theo mình về nhà. Chú chó sau đó cũng đi theo. Trên đường, hai anh em ghé vào cửa tiệm đồng hồ. Thì ra tuần nào hai đứa cũng tới làm thêm cho cửa tiệm đó, chỉ vì muốn chuộc lại chiếc đồng hồ của bố. Sau khi hai đứa trẻ về tới nhà, chúng ngạc nhiên khi thấy chú chó đã ngồi ngoài cửa sổ. Carter không dám tin vào mắt mình, vội ôm nó vào trong nhà, con tắm sạch sẽ cho nó. Khoảnh khắc này làm cho hai anh em được vui vẻ lại như ngày bé. Chúng còn đặt tên cho chú chó là Benji, nhưng muốn nuôi nó thì phải có được sự đồng ý của mẹ. Bởi vì sau khi bố mất, căn nhà này đều do một tay mẹ lo, điều kiện của họ không cho phép nuôi thú cưng. Vì thế, Carter quyết định giấu Benji vào phòng cậu bé trước. Buổi tối lúc hai đứa chơi cùng chó con, lại nhớ tới bố mình. Carter nói nếu như bố vẫn còn, ông nhất định sẽ cho tụi mình nuôi nó. Nhưng hoàn cảnh của chúng thực sự rất khó khăn, thậm chí người mẹ còn luôn tự trách bản thân. Cô ấy nghĩ rằng mình đã làm cho con thất vọng. Nhưng cô ấy đã cố hết sức, một mình nuôi sống cả gia đình thật sự rất khó khăn. Benji vốn là một chú chó thông minh hiểu chuyện. Sau khi mẹ ngủ say, nó đã lẻn vào phòng bà, giúp bà đắp lại chăn và tắt đèn ngủ. Kết quả vào sáng hôm sau, trước khi đi làm, mẹ đã phát hiện ra con chó trong phòng của Carter. Tất nhiên mẹ kiên quyết không đồng ý nuôi chó. Chăm sóc hai đứa con đã làm mẹ đủ tốn sức rồi, còn chưa nói tới chuyện nó sẽ phá hoại đồ đạc trong nhà. Điều này làm hai anh em Carter vô cùng thất vọng, nhưng cũng chỉ đành đối diện với hiện thực. Vì thế Benji vừa tìm được nhà ở đã lại bị bế ra ngoài. Lúc này bên ngoài đang mưa rất to, nhìn Benji run rẩy ngoài mưa, Carter cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Nhưng cậu chỉ có thể để Benji rời khỏi đây. Sau khi Benji dầm mưa quay đi, Carter cũng ngồi bệt trên cầu thang khóc nhòe cả mắt. Có những lúc hạnh phúc đến quá nhanh và cũng qua đi đột ngột. Cứ như vậy, Benji lại quay về với cuộc sống lang thang của mình. Nó cứ bước đi vô thức trên phố, mệt rồi thì nằm nghỉ trên ghế. Nhưng Benji vẫn luôn nhớ về Carter. Nhìn thấy dâu tây rơi dưới đất, nó sẽ lập tức gặm lên, chạy tới cổng trường của Carter chờ cậu. Nhưng cả trường đã tan học ra về hết mà nó vẫn không gặp được Carter. Lúc này hai anh em Carter đã đến tiệm đồng hồ. Đột nhiên bác chủ quán lại bảo hai đứa mau về đi. Hóa ra ở đó có hai tên cướp. Bọn chúng dễ dàng khống chế được anh em Carter. Kết quả trong lúc giằng co, Frankie, cô em gái của Carter, vô tình kéo được mặt nạ của tên cướp. Lần này thì gặp chuyện lớn rồi. Bọn chúng lo rằng hai đứa trẻ sẽ khai ra mọi chuyện, vì thế đã bắt luôn chúng theo. Mọi chuyện vừa hay lại được Benji đi qua chứng kiến. Nó không ngừng sủa tên cướp và đuổi theo phía sau. Tên cướp cũng phát hiện con chó đang chạy theo. Hắn ta vội nhấn ga tăng tốc. Benji chạy không kịp, bị bỏ lại phía sau. Lúc này Carter nhìn thấy dâu tây trong túi, cậu ấy nhanh chóng thả xuống để đánh dấu. Benji quả nhiên phát hiện manh mối đó, nó đi theo dấu vết dâu tây đến được ngôi nhà hoang trên đồi. Benji quan sát tình hình xung quanh và tìm ra được căn phòng nhốt hai anh em Carter. Nhưng vào lúc đó con chó đen của bọn cướp đã nhìn thấy Benji. Nó thông qua địa hình vừa tìm hiểu khi nãy, lừa được chó đen để nó kẹt trong cái ống, rồi tiếp tục lừa tên cướp còn lại. Benji chạy nhanh tới căn phòng đó, nó cắn thật nhanh sợi dây trói hai anh em để cứu thoát chúng. Nhưng rồi tên cướp lại đưa con chó đen quay lại. Benji thấy sự việc không ổn, vội vàng trốn thoát qua đường cửa sổ, chạy về nhà Carter. Nhưng trong nhà lúc đó không có một ai. Sau đó Benji lại tới tìm bác chủ tiệm đồng hồ. Lúc này bác ấy vẫn còn bị nhốt trong phòng, không thể lên tiếng. Benji đẩy cái ghế qua, nhảy lên ghế để mở cánh cửa, nhưng cửa đã bị khóa, nó không tài nào mở được. Lúc này nó nhìn thấy chiếc chìa khóa rơi dưới đất, nó dùng miệng gặm chìa khóa lên và mở được cửa. Bác chủ tiệm được cứu liền lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tới nơi tìm thấy chiếc mặt nạ tại hiện trường. Mẹ hai đứa trẻ biết tin cũng vội chạy tới. Bác chủ tiệm nói với cô, hai đứa trẻ ngày nào cũng tới đây chỉ vì muốn chuộc lại đồng hồ cho bố. Nghe tới đó mẹ chúng lặng đi. Con của cô đã mong có được tình yêu của bố đến nhường nào. Còn Benji sau khi thấy chiếc mặt nạ lập tức gặm nó rồi bắt đầu chạy, như muốn cảnh sát và mẹ Carter đi theo mình. Cảnh sát hiểu ra ý định của Benji, bọn họ đi theo chú chó tới được căn nhà hoang kia. Kết quả sau khi xông vào trong, căn nhà đã trống trơn rồi. Nhưng Benji không hề từ bỏ, nó lại chạy ra ngoài đem về bộ quần áo mà bọn cướp bỏ lại. Nhưng mẹ Carter tâm trạng rối bời,
Đã không còn tin vào Benji nữa, cô còn đuổi nó đi. Sau khi mẹ về nhà, cảnh sát giao lại điện thoại của Carter cho bà. Mẹ nhìn thấy hình ảnh Carter chơi đùa cùng Benji, còn nói nếu bị mẹ phát hiện thì phải làm sao. Carter nói lúc bố bị bệnh, mẹ cũng ốm luôn rồi, không còn quan tâm tới cảm nhận của chúng ta nữa. Xem tới đây, mẹ Carter cũng không kìm được nước mắt. Mặt khác, Benji cảm thấy có lỗi vì sai lầm lúc sáng. Nó một mình đi tìm hai anh em Carter trong mưa, nhưng lại chẳng có thu hoạch gì. Lúc này Benji nhớ ra người bạn chó lang từng đuổi mình, và rồi nó đem thức ăn tới dụ người bạn tới căn nhà hoang, còn khăng khăng kéo dây đeo cổ của nó. Hóa ra Benji muốn cô bạn chó này giúp nó tìm manh mối của anh em Carter. Con chó hoang cũng biết được, sau đó dùng thính giác nhạy bén của mình tìm ra một mật đạo trong căn phòng. Hai chú chó băng theo con đường bí mật. Lúc này bọn cướp cũng đã ở đầu bên kia mật đạo. Carter muốn để lại vài dấu vết nhưng lại bị bọn cướp phát hiện. Chúng định sai chó cắn bọn trẻ, làm cho anh em Carter chẳng dám động đậy. Không lâu sau, Benji và cô bạn chó cũng đã tới nơi. Nó ngửi được mùi từ Carter. Cùng lúc đó, mẹ Carter và cảnh sát đã quay lại căn nhà hoang. Họ rất nhanh cũng tìm ra con đường bí mật, biết được rằng con đường này dẫn ra một lối khác. Benji và cô bạn chó lúc này đã chui ra được bên ngoài. Nó nhìn thấy anh em Carter bị nhốt trong phòng, con chó đen thì canh ở phía ngoài. Thấy vậy, Benji cố tình đi ra thu hút chú ý của con chó đen. Sau cuộc rượt đuổi gay cấn, Benji dụ được nó ngã xuống hồ nước, sau đó bị giữ chặt bởi người bạn của mình và đem nó tới chặn đường tên cướp. Cảnh sát kịp thời tới đó tóm được tên cướp, nhưng hai anh em Carter đã bị tên còn lại đưa lên thuyền. Benji chạy như bay về phía con thuyền. Lúc này thuyền đã bắt đầu ra xa bến. Nó cẩn thận giẫm lên chiếc dây thừng để sang được bên kia. Tên cướp tìm mọi cách đẩy Benji ngã, nhưng nó rất nhanh trí. Nhưng lúc tên cướp lơ là đã xông thẳng lên, làm hắn mất thăng bằng rơi xuống dưới. Còn bản thân nó thì bị băng thật mạnh vào thuyền, ngã nhòi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Carter rất đau lòng, nhớ lại những khoảnh khắc ở bên nhau. Cuối cùng mẹ và hai anh em Carter đặt Benji xuống thảm cỏ. Họ đều tưởng Benji đã chết. Cả nhà nhìn nó mà giàn giụa nước mắt. Cảnh sát cũng cảm động về hành động của chú chó. Chính lúc đó chú chó Benji dũng cảm đã mở mắt, cái tay động đậy từng chút, cứ như một kỳ tích Benji đã sống lại. Gia đình Carter thấy vậy vô cùng kích động. Trải qua chuyện này, mẹ Carter cũng đã thay đổi cái nhìn về loài chó và đồng ý nhận nuôi Benji. Vậy là Benji không còn phải lang thang ngoài đường nữa. Cuối cùng cũng có một mái nhà ấm áp, còn cô bạn chó hoang cũng được cảnh sát đưa về sở, trở thành một chú chó nghiệp vụ. Đây thực sự là một bộ phim cảm động giữa người và động vật. Tuy có nhiều tình tiết không chân thật lắm, nhưng câu chuyện mà nó truyền tải rất nhân văn và ý nghĩa. Nhờ có trải nghiệm của chú chó Benji đã chạm tới được nơi yếu mềm nhất trong trái tim mỗi người.